Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến thăm cái vườn ươm giống cây dược liệu của vùng thủ phủ sâm Ngọc Linh. Thì đây là cái cổng vào và bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng xuống dưới vườn ươm sẽ xem có những loại cây dược liệu quý nào của vùng sâm Ngọc Linh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống. Vâng, xin chào các bạn. Đây là vườn giống cây dược liệu của vùng sâm Ngọc Linh. Đây là cây quế Trà My rất là nổi tiếng. Ở vườn này mỗi năm là ươm mấy trăm ngàn cây như vậy để cấp cho nhân dân. Các bạn thấy cây quế Trà My nào? Quế đấy. Lên xanh mướt. Người ta ươm trong những cái bào thế này. Hiện nay là cây quế cũng là một trong những cái cây kinh tế mũi nhọn mà huyện Nam Trà My để mà hỗ trợ cho người dân phát triển. Đây, quế đây. Bạt ngàn quế. Bạn thấy quế rất là nhiều. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục xem những cây khác. Đây. Đây là cây đảng sâm. Tiếng địa phương gọi là cây sâm non. Vùng này mọc rất là nhiều. Đây là cây tự nhiên này. Người ta đem vào đây để mà nhân giống cấp cho nhân dân trồng. Hiện nay là cây sâm này nó rất là có giá trị về y học và được huyện Nam Trà My là chọn cũng là một trong những cây kinh tế để mà hỗ trợ giống này cho nhân dân phát triển. Thì ở đây ngoài cây sâm Ngọc Linh thì các bạn đã biết rồi, nó rất là quý, nó có giá trị là cây quốc bổ của Việt Nam. Thì vùng đất này còn có rất là nhiều cây dược liệu khác nữa này, các bạn thấy đấy, vườn ươm rất là rộng. Cái vườn ươm này có diện tích là 5 hectare, vừa ươm cây nhưng mà vừa trồng thực nghiệm một số giống cây mới nữa, cây dược liệu. Đa phần là chủ yếu là dược liệu hết. Quế cũng là dược liệu. Đây các bạn thấy đấy. Đây. Quế. Diện tích rất là rộng. Ta phải dùng những cái lưới che thế này để bảo vệ. Vùng này là thường xuyên có mưa đá các bạn nhé. Mưa đá nó làm cho cây giống gãy hết. Đây là những cây giống sâm này. Sâm non. Đây. Đây là cây sâm non này. Nè, mọi nơi người ta dùng từ là đẳng sâm, có nơi gọi là đẳng sâm. Củ của nó thế này nè các bạn này, củ nó có củ này. Đây, sâm này nó rất giống với lại củ sâm của Hàn Quốc, cũng nhân sâm á. Đây các bạn thấy chưa, củ của nó đây, củ nó đây này. Đây, đây. Hiện nay trên thị trường củ này có bao giá bán là khoảng cỡ 200 ngàn đến 300 ngàn tùy vào cái độ to nhỏ. Bán rất là nhiều ở phiên chợ. Củ này bạn có thể là ngâm rượu uống cũng được. Nấu cháo ăn cũng được, nấu canh ăn cũng được. Rồi hầm với lại xương heo, hầm với thịt gà rất là bổ cho sức khỏe. Đấy. Còn đây là cây đương quy. Đương quy các bạn. Cây giống đương quy. Đây. Đây là một vị, một trong những vị thấy trong thuốc bắc này là hay dùng đương quy đây. À, các bạn thấy lá nó đây này, lá đương quy đây. Đương quy. Ừ. Nó có vị rất là thơm, thơm mùi thuốc bắc các bạn nhé. Này, lá nó đây, này, gốc của nó rất là to này. Này, gốc đương quy này to lắm, rất nhiều nữa. Đấy. Đường quay. Đây là cái hồ đó để lấy nước tưới. Đây, bây giờ cái vùng đấy này, vùng đang phát dọn đấy là được quy hoạch để mà trồng thực nghiệm các loại cây dược liệu mới. Sẽ trồng kín cái khu đầu đó luôn. Đây. Là nơi đây là cho người dân vừa xem cái cây giống này nhưng mà vừa tận mắt là thấy được cái cây nó sinh trưởng ở ngoài thực địa như thế nào. Là bên kia sông, đây là cây đảng sâm này, các bạn thấy không, rất nhiều. Đây. Củ của nó này, củ này nó bị à, củ này đảng sâm này các bạn. Đây, vứt ra đây các bạn xem nha.
đảng sâm này. Các bạn có điều kiện thì đến với huyện Nam Trà My sẽ thấy rất là nhiều cây dược liệu đây, các củ đảng sâm đó các bạn này. À, các bạn thấy chưa? Nó này, củ này còn nhỏ. Bên kia là đinh lan. Để xem một vườn rất là rộng. Các bạn thấy chưa? Đấy, đây là khu trên. Bây giờ chúng ta phải xuống cái khu phía dưới đó để xem dưới đó người ta ươm những cái cây gì. Vậy chúng ta còn đi. Di chuyển xuống dưới đó thôi. Quế này. Quế rất nhiều. Trà My là nổi tiếng với cây quế mà. À, đây. Đây là cây sâm bố chín. Cũng được dễ ươm, nó đã ra hoa. Nó nụ ra hoa, sâm bố chín. Đây là cây đương quy. Đã cho vào cái bào ni lông thế này để mà cấp cho người dân. Khi trồng thì người dân chỉ cần xé cái bào này, bào ni lông này thả xuống là nó sẽ rất phát triển. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống khu phía dưới xem dưới này có gì. À, đây là cây đinh lan. Các bạn biết đây đinh lan. Hiện nay trên người dân Việt Nam rất là ưa chuộng cái đinh lan này. Cây đinh lan đây các bạn ha. Này, đây là cây đinh lan giống. Hiện nay là vườn người giống này đã cho vào trong bô hết để mà cấp, chuẩn bị cấp cho người dân trồng. Vì mùa này ở vùng sâm này là mùa mưa. Nên là rất là thuận tiện để mà trồng cây giống. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Bật ngờ. Những khu này, ô trống này là đinh lan đã cấp xong rồi. Cấp hết rồi. Còn lại là chuẩn bị là gieo tiếp vụ mới. Đây, đinh lan đây. À, dưới này có một ô đinh lan mới vừa ươm. Mới sắp rồi đây các bạn thấy không? Sắp rồi này. Đây. Đinh lan đây, đây giờ. Đinh lan giống. Người ta chặt những cái nhánh đinh lan cắm vào cái bào này. Chăm bón thì thời gian sau nó sẽ sinh trưởng thành cây giống rất tốt. Các bạn thấy gì nhỉ? Một ngần đấy. À, bên kia cũng là đinh lan luôn. Thì chúng ta tiếp tục đi xem. Cái gì cái này hè? Cái gì đây? Đây là một cây dược liệu rất là lạ. Cái gì đây em? Sa nhân tím. À, đây là cây sa nhân tím các bạn. Cũng là một loại dược liệu rất là thích hợp ở cái vùng khí hậu mát mẻ như vùng sông Ngọc Linh này. Sa nhân tím. Sa nhân tím nha, người ta ươm từ hạt nó lên thế này. Đó, thế này. Đấy, sa nhân tím đấy, thấy chưa? Đó, xem đây. Những cây sa nhân tím lên xanh mơn mởn. Thời gian nữa sẽ được đưa ra trồng. Ở đây là đinh lan. Đinh lan nữa. Được cấp. Chuẩn bị cấp cho người dân đây. Vào bô hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái vườn bên trên nữa. Ở đây có ba khu lận. Vâng, đây là cây sâm bố chín này các bạn. Nó ra hoa. Hoa đẹp. Cực đẹp. Hoa năm cánh màu đỏ. Và cái nhị nó vàng. Đây các bạn xem này. Sâm bố chín. Hoa đấy. Sâm bố chín. Các bạn nhé. Vâng, bên cạnh là quế. Quế Trà My. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên cái khu vườn phía trên. Xem đi vườn trên này có gì.
Đây là khu vườn trên cùng, vườn giống. Huyện Nam Trà My thì thành lập những cái vườn giống như thế này để cung ứng cây giống cho nhân dân trong huyện, cũng như là các cái khu vực lân cận của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, hoặc là những nơi khác mà có nhu cầu tuyển dụng những cái giống dược liệu quý này. Đây là những là cái cây giống ngoài tự nhiên các bạn nhé. Những cây như cây đẳng sâm này nó mặt tự nhiên rất nhiều trên vùng sâm này. Đây các bạn thấy không? Cây giống xanh mơn mởn rất nhiều. Đây, đẳng sâm. Đây là cái quế Trà My đã được các công nhân trại giống này cho vào trong bồ để mà cung cấp đưa đi trồng. Thời điểm bữa nay là rất là thích hợp trồng cây dược liệu, đạt tỷ lệ sống rất là cao. Đây các bạn thấy chưa, đẳng sâm đây. Đây là cây quế đơn ươm. Những quế này có mã số, những mã số này dường như là mã số để nghiên cứu khoa học đó các bạn nhé. Dường như các nhà khoa học nghiên cứu người ta theo dõi đánh số lên. Đây là quế Trà My nổi tiếng. Đây là vùng ngày xưa nổi tiếng là Cô Sơn Ngọc Quế. Đấy. Đây là đẳng sâm nhiều vô kể. Nhờ có hệ thống lưới này cũng như là nước phun này, phun mùa mùa nắng thì mình phun phun sương, cây nó sinh trưởng rất là tốt. Đây các bạn vừa xem cái vườn dược liệu của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đến với phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức tại trung tâm huyện Nam Trà My để chúng ta cùng nhau xem các loại cây dược liệu này, sản phẩm từ cây dược liệu này người ta bày bán ở đó như thế nào và giá cả cũng như công dụng nó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống trung tâm huyện Nam Trà My để xem phiên chợ sâm. Đây là phiên chợ sâm Ngọc Linh, nơi mà bán cây sâm Ngọc Linh và dược liệu của huyện Nam Trà My. Phiên chợ này được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trang để xem trang này có những cái dược liệu gì. Đây là gạo đỏ của chuối rừng, của chuối rừng phơi khô các bạn nhé. Chuối rừng. Đây là táo mèo, ở đây người ta gọi là cái sơn tra đây. Men khô. Đây là cây dẻo của lom. Dẻo của lom này uống rất là mát gan các bạn. À, người ta đã phơi khô này này. Phơi khô này. Đây. Đây là cây đẳng sâm. Cây này ở tại vườn thì các bạn đã thấy cây giống đó. Và xuống đây nó đã thành sản phẩm người ta trồng lớn thế này. Chỉ còn từ những cái giống trồng khoảng 1 năm thì sẽ cho ra những cái củ như thế này. Này dùng để ngâm rượu và chín. Đây. Đây là gốc cây đinh lan. Là một trong những cái cây giống mà các bạn vừa xem ở tại vườn đấy. Cây đinh lan này rất là lớn. Đây. Các bạn thấy chưa? À, giờ xem cây giống nhé. Đây là cây giống. Đủ tút kìa, không có điện. Là cây dỗi xanh. Và đây là cây xoay nhân tím. Cây này đã lớn rồi. Cây lúc nãy các bạn xem là những cây giống, còn bây giờ đã lớn rồi. Đây là quế và cái sâm, sâm nam hay gọi là đẳng sâm đấy. Tốt quá. Và đây là đinh lan. Các bạn thấy cái đinh lan chưa? Và
Đây là những cây đẳng sâm được đóng gói vào trong bô, các bạn thấy này. Đây. Đây. Này là người ta đã ngâm rượu cho vào hũ rượu rồi. Các bạn thấy chưa? Hũ rượu này là giá là 750.000. Đây. Rất là nhiều quan hàng dược liệu tại phiên chợ các bạn. Đây là những gốc cây đinh lan đã được điêu khắc thành những cái hình tượng này rất đẹp. Đây các bạn thấy chưa? Đinh lan đấy, rễ cây đinh lan. Và đây là tất cả là những đây là cây chè vàng và chè dây. Đây đa phần ở đây phiên chợ này ngoài cây sâm ra người ta bán rất là nhiều cây dược liệu và nông sản nữa. Này là hạt chuối rừng này đã phơi khô, giá 50.000 một bao này, một bao một ký. Các bạn thấy chưa? Rất là nhiều, phong phú. Đây, cho các bạn xem một vài. Toàn bộ là nông sản và dược liệu để tập trung về cái phiên chợ này bác. Đẳng sâm là hình hầu như là dân hàng nào cũng có đẳng sâm hết. Ở vùng sâm này là cái đẳng sâm này nó rất là phát triển. Các bạn thấy nha. Đây. Tôi sẽ lấy các bạn xem. Cây này chúng ta có thể ăn sống cũng được, nó có vị ngọt ngọt. Đấy. Từ những cái cây giống mà lúc nãy các bạn xem ở trên vườn thì người ta đã đem trồng sau một năm thì nó sẽ to thế này. Và như vậy chúng ta có thể sử dụng để dùng bồi bổ sức khỏe bằng cách là ngâm rượu này. Ngâm tươi cũng được, ngâm khô cũng được. Hoặc chúng ta cắt khúc ra. Các bạn xem kênh YouTube sẽ thấy cái tôi đã làm hướng dẫn về cách mà củ này hầm với xương heo rất là ngon. Và rất là dễ làm, các bạn có thể xem luôn đó. Đây là sâm nam nữa. Sâm nam này cũng to này, các bạn thấy chưa? Rồi sẽ sơn tra. Sơn tra này. Đây. Đây là cây đẳng sâm này các bạn. Rất là nhiều. Đấy. Để các bạn vừa xem sang cái phiên chợ sâm Ngọc Linh, nơi mà bán rất nhiều nông sản và dược liệu. Nếu các bạn có điều kiện đến đây tham quan thì hãy đi đến từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng. Đây là một gốc đinh lan rất là to này. Phiên chợ này thì tổ chức ngay tại trung tâm huyện Nam Trà My, tháng nào cũng có hết, cứ từ ngày 1 đến ngày 3 là vậy. Rất là tiện lợi để mọi người mua sắm nông sản dược liệu. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.